đang đi đường mà gặp em xe Đức đẹp quá các bác này. Đó là thích không thì em đây em hỏi em mua cho các bác này. Gầm cao 5 chỗ nhá, số tự động luôn. Ủa sao tận nơi để hỏi. Các bác có bán không nè. Lăng này, tích hợp này, reset này, căn chỉnh đàn đường này, khẩu lệnh nghe gọi này. Đấy. Ui, mua được cái ô nữa cơ. Đẹp luôn. Đấy, gầm cho 5 chỗ cho các bác nào thích. Số tự động. Hơi bắn tí. Hôm nay Hải Dương hơi mưa nên hơi bắn tí. Ủa, anh có bán xe không? Anh bảo anh bán luôn hay là chốt luôn đây các bác nhé. Bác nào mà thích vô quan nghe dòng xe Mỹ này. À dòng xe Đức này. Em này thì đăng kiểm đây. Nissan luôn. Thoải mái cho các bác nhà mình nhá. Số tự động gầm cao 5 chỗ đây. Đấy. Bác cực kỳ yêu luôn.